mà đàn ông là vua vũ anh nhớ. Mày 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 tao cho mày được cho mày lóc nó màu luôn. Xe xe. Ông giữ á, cái tin nhắn chạy khi nào nó phải nằm ở đây chứ nó không được như vậy, không được như vậy, không được như vậy. Cái ón gầy hía. Ok, bây giờ anh là sướng những mọi người hôm nay là sướng những mọi người cách làm những mẫu nail design mới này. Ở đây là cái bộ nail mà anh Lịch đã làm xong rồi. Thì anh là sướng những mọi người làm những cái marble kỹ thuật như thế này và có cái liên có cái ống ánh này. Đó. À, và cách bột và thứ hai cánh đá nha. Ở đây là những cái fan đó. Trong thời gian chờ đợi các bạn vô ông có xe nha. Nước của mình hả? Đến lại. Ok, cái ngón đầu tiên ngón này anh sẽ làm cái pink and white trước này. Trước cái pink and white sẽ làm cái smile curve first. Nè. Có cái máy ở đâu mà anh lại mình coi chứ không mình đâu. À, có cái máy không? Sẽ đẩy nhẹ lên thôi nha. À, phải xoay sát. Đúng máy. Sát vô. Đẩy sát vô. Đây cũng lấy một tờ giấy này. Mình sẽ bỏ ở đây còn kéo ra cho sạch nè. Đó cho smile lại nó chích vô. Ngày xít. Ai thân ngô hai mọi người. Có cái máy thay đổi cho lịch mình không mình coi không mình nữa nè. Cái đồ vỗ của anh bỏ trong cái hộp trắng nhựa màu. Rồi cái ngón này anh lại xước nhìn cho mọi người cắt khác nha. Đó cái ngón này là xong rồi. Rồi cái ngón này anh lại sẽ làm một màu. Tập này là sẽ gắn tay mình lên đây nha. Làm ombre nha. Thì anh lại sẽ làm ombre này. À, trước khi các bạn làm ombre á, mình nhớ đắp 7% ở đây thôi. À, cái ngón tay này thì nó hơi khó đắp một xí, nhưng mà các bạn cố gắng làm sao cho nó chuẩn nha. Tiếp giờ. Đây nha. Ở đây làm cái tay nhiễm vậy đó trời ơi. Làm cái tay nhiễm. Hello Ashley. Em không biết làm nail đâu. Em làm nail rồi vậy. Không biết làm nail thành ra như dòm thấy là sợ rồi chứ còn. Không biết làm nail. Đừng nhõn nhờ. Ở các bạn nào mà ở Jackson View á, các bạn làm nó còn có thể tới đây chơi. Nhóm sẽ làm live tới gần 7 giờ đêm, 8 giờ đêm làm nên các bạn có thể ghé thăm đi chơi. Cái ngôi trường mới của chị Hương cũng mở. Thấy không? Nó chỉnh thấy không? Rồi sau nữa là sẽ bỏ lấy mấy xíu nút bỏ lên. Còn nhớ nha, phải làm cái shape cho nó đẹp nha. Anh là sẽ bỏ một nút lên. Đây là cách thức mà làm ombre của một nút cái này. Hai chị, có gì không vô mời mọi người. Đâu có tay đâu, có chưa, làm demo chưa, mấy ngón. Kéo ra, con thấy không. Làm gì, vô đây, vô đây. Đó, xuống đây, đó, xuống đây, đó, xuống đây, không muốn làm gì. Muốn làm gì, đó, không có gì đâu. Thôi thôi, thôi bây giờ làm trước đi, coi, làm với coi. Coi 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 ok coi sản phẩm đi xong lại like, muốn gì đánh gì đó nè. Trong một cái chấn là mất rồi, biết rồi đúng không? Biết rồi nhưng mà vẫn cười đúng không? Buôn mỏng ra. Hai mấy kỳ khỏe không? Đây gặp tâm lòng hai mas. Còn gặp nữa mà. Anh sẽ được các bạn lắng cho ông Ray nha. Anh sẽ cẩn thận nha. Sau cái Premiere show đó sẽ trở lại. Anh là xuống nhìn mọi người làm cái anh là xuống nhìn mọi người làm cái marble này. Mỏng nha. Mỏng rồi. À, mỏng rồi. Nè. Tiếp giờ. À.
Thôi, để về cho thôi. Tâm, dạ, em phá treo đó, em anh kiếm cái đầu đũa của em không có, đúng cái đầu đũa không, không lấy đầu đũa kia đi. Đâu, đưa đây. Vô nhớ nhật chứ mình làm ma bồ là phải cho đồ lỏng vô. À, mình sẽ lấy một xí màu mà mút bỏ vô. Cái đẹp là phải làm cho đẹp. À, màu trắng, anh lại sẽ làm màu trắng. Ra đường mà cho anh nhìn là coi như là. Bỏ vô. Lấy một xí màu đen vô. À, nghe không? À, nó rất là đẹp. À, cái này mình làm được, để được up lên kia lên. Đó, mình thấy không? Những cái xí. Ok, bây giờ các bạn sẽ mở một xí clear lên. Đó, để mình làm một cái độ cong lên cho nó đẹp ha. Trước khi up lên clear này. Hi Lin, hi Matt, how are you? Yes. And, anh sẽ bỏ một xí này màu clear lên này, cho tạo một cái độ cong. À, tự nhiên. Đấy, mình đang dậy, mình đang dậy ha. À, khi các bạn apply clear nhớ ra là phải làm từ từ thôi, thấy không? Các bộ con thấy không? Nó dài sẵn rồi, thấy không? Nó sẽ làm từ từ xuống nhẹ từ thôi, làm độ cong tự nhiên này. À, nó không bộ nó không bị gãy. Đó. Xem đi luôn. Đấy, thấy không? Giờ. Vậy giờ, thấy không? Rất là tự nhiên. À. Bên hôm nay đóng cửa sớm. Hồi nãy vậy con thấy không? Rất là đẹp. Làm rất là từ từ cho mọi người xem có thử nha. Nhưng mà làm biến. Đó, xong. Con thấy không? Độ cong này, thấy không? Đó, nó phải đẹp như vậy. Đó. Ok, rồi cái gói này anh là sẽ cắt bột các bạn coi thử nha. Hai Duy Hình, hai Duy Hình, hai Lo Bình, hai Bình Võ, phải không? Ok, rồi gói này anh là sẽ làm cho các bạn cái gói mà ôm lên kiểu chảy nha. Sau đây á, anh Tom ví dụ á, là cái người mà đặt ảnh vô đi trước, anh Tom đó để hướng dẫn các bạn là phá dùng cái đầu đó, này. Đó, như vậy đúng không? Như thằng này các bạn sẽ làm đậm hơn xí nha. Đó. Các bạn phải làm sao phối màu để sao cho nó đẹp, cho nó phù hợp. Đó. Mà không có bị nắm tay nha. Còn thấy không? Còn thấy không? Làm lỏng ra lẹt thấy không? Thì nó ra rất là đẹp và rất là tự nhiên. Đó, anh lại quay rất là gần cho mọi người xem thử nha. Đó, rất là gần. À, mà mỏng xíu màu trắng ốc quay nữa bỏ vô. À, just make the woman happy. So when you do a marble, remember do the powder a little bit sweat. So and this one too. You guys see it's very pretty. After that, you guys get a little bit the clear powder. So before that, I put a little bit tequila in here. So I scan with the clear powder. So when you apply the clear powder, remember keep trying a little bit and put it on like that. Các anh em chị em nhớ không? Nhớ là phải đắp sau để bột nằm trong đó hết nha. Và đừng cho ra ngoài da lệch nha. Anh chị em vui lòng bấm nút share video da lệch nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Đó, còn thấy không? Độ cong thấy không? Đó, độ cong phải tự nhiên. Đó. Any question let me know you guys. That's always amazing. Oh, thank you. Thank you, Lauren. Thank you, you guys. Okay, this now I show you guys how to do the pink cut and with the marble. Đó, anh sẽ làm cái móng nail này thử nha. Đây là một cái màu đậm này ha. Đó. Thằng này thì nó đậm xí này, anh sẽ scan lên, thấy không? Push up your cuticle very gentle and close your cuticle. Remember don't hit your cuticle and take care of your cuticle first. Okay, you guys see it? Only inside cuticle like that. And you can get a little bit clear and smooth it out like that. Very thin, super thin. And make really thick right here. Because when you guys do a smile cut, you guys have to put the powder curl a little bit. Because later on, you guys have to shave the nail too. Okay, so I'm going to try a little bit and you will put the smile cut. For that, so I have to wait a little bit. Okay, so right now I show you how to put the fan cut. The fan cut is easy. You can have to put the nail up like that. Put it here and push it up like that. Very very gentle, only inside cuticle. Còn nhớ khi bạn làm cái này á, đè nhẹ lên thôi, đừng đè mạnh quá và ở trong cuticle nó lên theo. Đẩy lên rất là từ từ. Only inside cuticle thôi ha. Đừng cho nó ra ngoài nha. Đó. Sau rồi mình sẽ đẩy vô. Mình sẽ lấy một xí nước này, mình lấy cái cuticle đi cho sạch.
đây là những kỹ thuật mà để làm ombre pink and white hay là những cái mà bay ở khách sắc sảo. Ở super pop lên. Đó, để lên nha. Rồi Alex sẽ cắt xéo qua nha. You guys see, I'm using video squad. So I cut it like that, so. Before I cut that, I have to cut this thing. Come. I have to scan it. Like that, you guys see it. Scan it, move down. Đó, 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 đó. Đây là cái kỹ thuật cắt mà cong của ba màu của Pink and White. Cái này thì nó hơi khó cắt xí, nhưng mà các bạn cần chú ý là phải được cái kỹ thuật đó, mình làm sao cho nó gọn. Đó, thấy không? Nó ra được một cái độ cong tự nhiên ở đây. You guys see it? Đó, sắc sảo ở đây, vô cho nó ở đây. Đó. Rồi after that, you guys put a little bit off white. So when you guys put off white, you remember? You try a little bit. Like that way. And push up very very gentle. Không, đè nhẹ lên thôi. Đẩy da vô, đó, nhẹ da lên nha. Nhớ đừng có hấp tấp nha. Các bạn làm pink white spider cut đó phải tự nhiên thoải mái nha. When I'm cutting this one, they call, oh thank you very much. This one they call the overcut. If you guys buy this one, you guys can go to the website eBay, Amazon or in the nail supply to sell that. I think it's only 10 bucks. It's very cheap. So you guys can design a lot now of design. And you guys see it? You guys push like that. Push. Push until when you have it. And I cut one more time. So you want that one more time with like here? You guys have to very be careful. So hold like that for me. Like that. Này, con cắt vô sát đó nha. Đây là cái cắt thứ hai này. Đó, nó rất là khó xí nha. Đó. Okay, and I using with the knife right here. I cut only right here, critical right here. Make sure it's straight because later on I don't want too much fire in there. And right here too, you guys see it? And clean it out, clean it out. Yeah. You guys remember always keep it safe. Okay, so after that I using with a little bit powder right here. So when you guys apply this one, you guys have to wait try a little bit. Try a little bit. Anh chị em nhớ cái anh lúc lại cái này anh chị em phải để cho nó khô xí nha. Đó. Anh chị em vui lòng bấm share video cho lên nha. Thank you mọi người rất là nhiều. You guys please share my video for everyone to see the same time. You guys see it? It's very detailed and it's very keep the shape. You know, when you guys do it, remember the shape. The shape always keep the shape. And you guys make the shape straight smooth. But later on, you guys don't have too much working in there. You guys see it? Okay. And I scan right here too. Okay, like that. Tap like that. So I using my brush, it's number is 14. It just nail. So if you guys want to order it, just send me a message. Bây giờ các bạn muốn mua cái cọ 16, 14 qua lệch đó thì các bạn có thể inbox nha, cho nhóm nha. Và có rất là nhiều sản phẩm đó để các bạn có thể order bên này luôn luôn à, thì nó có gì đó đó thì ha, xin cảm ơn rất là nhiều đó. Anh lại scan ra này đó. Rồi ok, đây look like a talent not not nếu đây look like tattoo tattoo kẹo. Wait 1 second. Wait. Okay, so right now this one is marble. I like to mọi người cắt cái loại này nha. Cái thằng này thì nó hơi có cắt xí nha. Anh là sử dụng shop white, anh là sử dụng cái bằng smile line này ha. Mình sẽ bỏ đây này ha. Đẩy nhẹ lên.
Đó, để nhẹ lên. Còn thấy không? Rất là nhẹ nhàng. Đó, các bạn phải push stop, push stop. So close, close, brother. Just put close to everyone can see it. You guys see it? It powder stay in there and my powder easy to control it. So you guys don't have to worry about mess up, you know. And after that, I using limit liquid and butter smile line. Must smile line perfect like that. And tap, tap. When the powder sweat, you guys don't touching it. Like that, you guys see it? Okay. Okay, so I clean with a smile line, cut like that. Okay, right now I show you guys how to cut the smile kite. I cut from you right here, connect in the middle side right here. So you guys have to try a little bit before you guys cut it. Remember, clean right here. Okay, you guys have to be careful, okay? Okay, start from here first. One, you guys see it from here. Deep smile cut. And you guys have to move out and using and half right here too. And after that, you guys using the middle one right here. If you guys want to mark her in the middle side, it leave it time to touch it, but you guys gonna have the perfect smile, okay? You guys have to touch time, and you guys have to clean out all the powder right here before you guys apply the second one. Okay, you guys see it? Very, very be careful. You see it? It deep ready. So before you guys do that, check again one more time. Make sure the corner right here, it leave it punchy. So I want this side and this side the same thing. Ở kia là cắt vậy là muốn cắt ở bên cho nó giống nhau phải không? Các bạn phải cắt sao cho nó sát vô. Để khi các bạn cắt không sát á, các bạn bóc lại lên sẽ bị nha. So after that, I put the marble. This one I show you guys how to do the marble. You guys see the color I get right here. So you guys have to get the color, you guys get the dark color first. Because you know why I get dark color first? Because I want to cover everything right here. If I using the natural nude, it later on it show a lot of nude in there. So very very fast and very very slowly. Slowly when you go to inside. Like that. And after that you gotta get a little bit of nude and you guys land it. Very quickly, and after that I get a little bit the upright. Remember, don't clean and go together with the smile light right here because it's easy to mess up. And after that, I using the nose, do one more time. You guys see it? It's very pretty. See it? And right here, I using a little bit of nose. Leave it. And leave it liquid. Smell. Oh my. Okay, so I get a little bit more. The up white I put right here. You guys see it? Okay. You guys see it? It's very pretty. So right now I get it a little bit clear. I put it on. Scan right here like that. You guys wait until it dry. Này các bạn đợi cho nó khô xí này, các bạn đẩy lên đúng không? Push up in cuticle này. Very very gentle. Right here too. And push up like that. Very very gentle. Đó. Tại sao các bạn biết tại sao mà lại làm như vậy không? Tại vì mình làm như vậy á, để hồi khi mà mình vũ ra, mình bỏ treo lên á, thì mình sẽ lấy cái marble nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà mình đắp dày lên á cũng được. Nhưng một hồi á mình vỗ nó mất cái marble của mình đi. Đó là những cái thích nít mà Alex muốn chia sẻ. Mình sẽ kéo ra. Các bạn thấy không? Vẫn giữ được cái shape, vẫn giữ được cái shape, các bạn thấy không? Từ khi cận ra gia cạnh. Đó. Alex dùng nước đắp bột nhỏ nhỏ. Alex dùng bún nước của hãng Kyle Taylor nha. Đó. Các bạn thấy không?
you guys see all the shape straight. So that's the nail I done right here. I want to show you guys. I'm just finished her nail right here. You guys see it? It's very nice. So you guys want to see it more. So after I'm file, I'm finished her nail. I'm just shape the nail and I put all diamond right here. So because right now I have another client, another people waiting for doing the demo. So hopefully see you guys in next client. Thank you you guys. Ok bây giờ Alex sẽ làm cái khách rồi. Alex sẽ vũa sơ qua thôi nha. Rồi có gì các bạn muốn mua những cái gì inbox hôm nay, bột, dip, hay cọ hay là treo hay là này nọ, các bạn có thể inbox cho mình bây giờ luôn thì mình sẽ ship hàng luôn nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Bye bye.